bão số 2 đổ bộ đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, miền Bắc mưa lớn 2 ngày. Rạng sáng ngày 23 tháng 7, bão số 2 đã đi vào khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Lúc 4 giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đầm Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ đã xuất hiện mưa lớn từ đêm, có nơi mưa rất lớn như Cát Bà Hải Phòng 215mm, Vân Đồn Quảng Ninh 108mm. Hôm nay ngày 23 tháng 7, dự báo bão chết hướng di chuyển theo Tây Tây Bắc, giảm vận tốc xuống và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Đông Bắc Bộ. Sau đó, hình thái trên tiếp tục suy yếu trên khu vực vùng núi phía Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo trọng tâm mưa ở miền Bắc do hoàn lưu bão sẽ kéo dài từ sáng sớm ngày 23 tháng 7 đến hết ngày 24 tháng 7.